Vì lòng đại từ bi cho nên Phật sử dụng pháp phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh. Từ bi như biển lớn cho nên gọi phương tiện biển đại từ. Kiếp xưa tu hành rất thanh tịnh vì trong kiếp quá khứ Phật tu đủ thứ hạnh môn cho nên thành tựu pháp thân rất thanh tịnh. Thanh tịnh là chứng minh sự tu hành. Nếu không nhận chân tu hành thì không thể đắp được thanh tịnh. Hóa đạo chúng sinh không bỏ mé, vì thanh tịnh là do tu hành chân thật mà được cho nên dùng đủ thứ phương tiện pháp môn đại tử để giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh dứt phiền não phá vô mình thành tựu pháp thân phương tiện pháp môn đại tử này chẳng có bờ mé bảo kế thiên vương ngộ môn này cảnh giới môn giải thoát này vị từ mục bảo kế thiên vương giác ngộ được tôi nhớ biển công đức của phật hơn hết trong đời chẳng ai bằng phát sinh tâm hoan hỷ rộng lớn, giải thoát này của Bảo Quang Thiên. Tôi nhớ biển công đức của Phật, Bảo Quang Tràng danh xưng Thiên Vương nói, tôi nhớ lại công đức của Phật, vô lượng vô biên như biển cả, cho nên nói biển công đức của Phật, hơn hết trong đời chẳng ai bằng. Công đức này cao thượng nhất trong thế gian, chẳng có ai so sánh với công đức của Phật. Phát sinh tầm hoàn hỷ rộng lớn, tôi nhớ tới cảnh giới này trong tâm bèn phát sinh tâm hoan hỷ rộng lớn giải thoát này của bảo quang thiên bảo quang tràng danh sinh thiên Phương đắc được môn giải thoát này phật biết nghiệp lành của chúng sinh đủ thứ thắng nhân sinh phước lớn đều khiến hiển hiện chẳng còn sót hỷ kế thiên vương thấy môn này phật biết nghiệp lành của chúng sinh phật biết được tất cả nghiệp lành của chúng sinh không những biết một đời mà còn biết được nghiệp lành vô lượng đời. Đủ thứ thắng nhân sinh phước lớn, tù đủ thứ nhân thủ thắng mới được, mới hoạch được phước báo rộng lớn. Do đó, đời trước không tu đời này khổ, đời này không tu đời sau càng khổ. Người có phước báo do đời trước đã trồng xuống nhân công đức cho nên đời này có tiền tài, có quyền thế giàu sang. Nếu càng bố thí làm lành, thì đời sau nhất định tốt hơn so với đời này. Nếu đời này keo kiệt không bố thí, thì đời sau nhất định không được như đời này. Thậm chí gần hết phước, thì không chắc được tái sinh làm người, hoặc có thể tái sinh làm súc sinh để trả nợ nghiệp. Đều khiến hiện hiện chẳng còn sót. Vị này đều khiến cho đủ thứ nhân lành đều hiện hiện, mà tự hào chẳng bỏ sót. Chống nhân lành nhỏ thì được phước báo nhỏ, trồng nhân lành lớn thì được phước báo lớn, tự hào không sai. thì kế thiên vương thấy môn này, cảnh giới này vị hỷ lạc kế thiên vương thấy được. Chư Phật xuất hiện trong mười phương, khắp cùng trong tất cả thế gian, quán tâm chúng sinh hiện điều phục, tránh niệm thiên vương hộ môn này. Chư Phật xuất hiện trong mười phương mười phương ba đời tất cả chư phật xuất hiện trong mười phương ba đời tất cả thế gian khắp cùng trong tất cả thế gian khắp cùng trong thế gian tức cũng khắp cùng trong hư không pháp giới quán tâm chúng sinh hiện điều phục mười phương ba đời tất cả chư phật quán sát tất cả tâm chúng sinh hiển thị ra pháp môn điều phục chúng sinh nhiều tham thì khiến cho họ tu quán bất tịnh chúng sinh nhiều sân thì khiến cho họ tu quán tử bi, chúng sinh ngu si, thì khiến cho họ tu quán nhân duyên, cho nên phải quan sát căn tính chúng sinh, mà dùng pháp phương tiện để giáo hóa, để điều phục. Phật điều phục tất cả chúng sinh, chẳng chấp trước nơi tướng. Trong kinh Kim Cang có nói, Phật diệt độ tất cả chúng sinh, thật chẳng có chúng sinh được diệt độ đó là không thủ nơi tướng độ chúng sinh mà chẳng có tướng chúng sinh tức là chẳng chấp trước chúng sinh chúng ta làm việc gì thì chấp trước vào việc đó bố thí cho người một ly nước hoặc cho người một bát cơm thì cho rằng mình làm việc tốt lợi ích cho chúng sinh đó là chấp trước tướng cho nên phải có tư tưởng tam luân thể không một không thấy có người bố thí như vậy thì có thể trừ ngã chấp tức là không có ngã cái ta. Hai không thấy có vật thí, như vậy thì có thể trừ san tham, tức là pháp không. Ba không thấy có người nhận, không phân biệt người thân kẻ oán, đều bình đẳng bố thí, tức là người không. Được ba điều này, đều không, thì mới là bố thí chân thật, bằng không nếu vì danh vì lợi, thì biến thành bố thí có xí đồ, là bố thí giả, chẳng phải thật bố thí tránh niệm thiên vương ngộ môn này vị đoan tránh niệm thiên vương minh bạch được đạo lý môn giải thoát này trí thân như lai mắt rộng lớn hạt bụi thế giới thầy đều thấy như vậy cùng khắp trong mười phương vân âm thiên vương chứng môn này trí thân như lai mắt rộng lớn trí huệ thân của phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới quang minh này rộng lớn không bờ mé chẳng có chỗ nào không chiếu đến chẳng có chỗ nào mà không có hạt bụi thế giới thầy đều thấy tất cả hạt bụi ở trong mười phương thế giới và tất cả chúng sinh vạn sự vạn vật phật, phật đều biết đều thấy cho nên nói hết thầy đều thấy như vậy cùng khắp trong mười phương trí thân của phật có mắt rộng lớn cho nên chiếu sáng khắp mười phương hạt bụi trong tất cả thế giới không đâu mà chẳng thấy đó là cảnh giới của phật vân âm thiên vương chứng môn này cảnh giới môn giải thoát này vị cao thắng vân âm thiên vương minh bạch được tất cả phật tử hạnh bồ đề đều hiện trong lỗ lông như lai như thế vô lượng đều đầy đủ giải thoát này của niệm thiên vương tất cả phật tử hạnh bồ đề tất cả bồ tát hậu bồ làm phật vị ở nội viện cung trời đâu xuất hạnh môn của các ngài tu là giác đạo đợi nhân duyên thành thục thì nương voi trắng sáu ngà đại biểu cho lục độ ba la mật hàng sinh xuống nhân gian làm giáo chủ đều hiện trong lỗ lông như lai các ngài từ ban đầu phát tâm bồ đề hành bồ tát đạo tất cả hạnh môn cho đến bồ phật vị đều hiện ra ở trong lỗ chân lông của phật như thế vô lượng đều đầy đủ giống như những hạnh môn nhiều vô lượng vô biên như thế đều đầy đủ cảnh giới này. Giải thoát này của niệm thiên vương, cảnh giới này vị thành tựu niệm thiên vương minh bạch thấy được. Tất cả an lạc của thế gian, hết thảy đều từ Phật sinh ra, công đức như lai chẳng ai bằng, tịnh quang thiên vương vào môn này. Tất cả an lạc của thế gian, tất cả sự an lạc và bình an ở nhân gian, và trên cõi trời đều nhờ Phật gia bị ban bố cho hết thảy đều từ phật sinh ra vì phật pháp có công năng vun bồi tưới bón khiến cho chúng sinh chẳng có căn lành thì trồng căn lành đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng người căn lành tăng trưởng thì khiến cho thành thục người căn lành thành thục thì khiến cho giải thoát sau đó khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu phật đạo cho nên nói tất cả đều từ phật sinh ra công đức như lai chẳng ai bằng công đức của phật thù thắng nhất chẳng ai có thể sánh được. Vì Phật trong ba đại A Tăng kỳ kiếp tu phước tu huệ, trong trăm đại kiếp tu đủ thứ công đức tướng tốt, cho nên Phật là phước huệ lưỡng túc tôn, có 32 tướng trang nghiêm, 80 vẻ đẹp thành bậc chánh giác, ba giác viên mãn. Đầu của Phật có hào quang, trên đỉnh có nhiều kế, tóc quấn xanh biếc, mặt như trăng rằm, hào quang trắng phóng quang minh, lồng mì cong như trăng non mắt sáng như gương, mũi chẳng hiện lỗ, môi đỏ như đan, chất màu đỏ tươi, răng trắng như tuyết, 40 cái răng, lưỡi dài quá mũi, tai thon gần đụng vai. Toàn thân màu hoàng kim, da chân mịn, thẻ thơm như bông lan, ngực có chữ vạn, xuống sâu tròn tốt, tay dài quá gối, tay chân có màng mỏng, ngón tay nhỏ dài, móng tay như ngói, mù bàn chân cao dài, đi như thiên nga tướng mã âm tàng, đầu gối tròn cứng, âm thanh sâu xa, vân v, v. 32 tướng này đều hiếm có trong đời, chúng ta may đâu chỉ có một trong 32 tướng, tức là quý tướng. Tại sao chúng ta chẳng có những tướng này? Vì kiếp trước chẳng tu phước, chẳng tu huệ, cho nên chẳng có tướng tốt như thế. Nếu muốn tướng mạo đoan tránh trang nghiêm, thì phải mau trì giới bố thí, tu phước, tu huệ mới có được tướng tốt tịnh quang thiên vương vào môn này môn giải thoát này vị tịnh hoa quang thiên vương minh bạch được đức phật là cha đại tử bi của chúng ta cho nên sớm dự bị sự khoái lạc ở cõi trời và cõi người chúng ta giống như lúc còn thơ ấu cha mẹ mua đến rất nhiều đồ chơi trẻ con thấy đồ chơi nhảy nhót vui mừng bèn sinh tâm khoái lạc sự khoái lạc này do cha mẹ ban cho chư thiên vài người đều là con cháu của phật cho nên phật mới cho chúng sinh an lạc suy nghĩ như thế mới sinh tính tâm đối với phật nếu nghĩ chút công đức như lai cho đến kính ngưỡng một tâm niệm các đường ác sợ đều vĩnh trừ trí nhãn thiên vương ngộ môn này nếu nghĩ chút công đức như lai nếu như bạn nghĩ nhớ công đức của phật dù nhỏ nhất thậm chí chút công đức nhỏ như hạt bụi thì sẽ được chỗ diệu dụng không thể nghĩ bàn cho đến kính ngưỡng một tâm niệm, hoặc là trong khoảng một niệm sinh tâm chuyên nhất kính ngưỡng đối với Phật, tức là chẳng có tâm tạp loạn để kính ngưỡng Phật. Tuy nhiên là công đức nhỏ nhất, nhưng có công năng lớn vô cùng. Các đường ác sợ đều vĩnh trừ, chỉ trong một niệm sinh tâm cùng kính ngưỡng mộ, thì vĩnh viễn thoát khỏi tâm sợ sệt trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trí nhãn thiên vương ngộ môn này vị chứ nhật nhãn thiên vương giác ngộ thâm sâu và minh bạch cảnh giới môn giải thoát này đại thần thông trong pháp tịch tĩnh ứng khắp quần tâm đều gia bị tất cả nghi hoặc đều đoạn trừ quang minh thiên vương được môn này đại thần thông trong pháp tịch tĩnh pháp tịch tĩnh tức là không nói cũng không truyền nên quan sát như thế các pháp từ duyên đến thường đến tướng tịch tĩnh tướng của các pháp là tịch tĩnh tuy nhiên là tịch tĩnh, nhưng Phật hiển hiện đại thần thông, giáo hóa chúng sinh, khai thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh đoạn trừ nghi hoặc, cho nên Phật ở trong tịch tĩnh đạo tràng hiện ra đủ thứ thần thông. Ứng khắp quần tâm đều gia bị, khi Phật thuyết kinh hoa nghiêm, thì ở trong định phóng quang gia bị cho các đại Bồ Tát thuyết pháp chủ, các ngài nương đại oai đức thần thông lực của Phật, mà dễ nói diệu pháp, cảm ứng đạo giao, với tâm chúng sinh hỗ tương tiếp xúc, hỗ tương khế hợp, chẳng có một chúng sinh nào mà không đắc được thần lực gia bị của Phật. Tất cả nghi hoặc đều đoạn trừ, vì dùng sức cảm ứng đạo giao để gia bị, cho nên tất cả nghi hoặc của chúng sinh đều đoạn tuyệt, mà sinh ra tín tâm, tin Phật Pháp giải quyết được vấn đề mà thế gian chẳng giải quyết được. Cảm ứng đạo giao tức là việc sở cầu của chúng sinh mong Phật Bồ Tát đáp ứng tại tâm như ý, việc tâm mong muốn đều thành tựu, cảm là cảm động, chúng sinh kiển thành cầu nguyện, hoặc tụng kinh, niệm danh hiệu Phật làm cảm động Phật Bồ Tát, ứng là phản ứng, Phật Bồ Tát bị cảm động rồi thì phản ứng nguyện cầu của chúng sinh, đáp ứng những sở cầu của chúng sinh, đạo giao cũng như bật nút điện. Chỉ cần ấn vào thì đèn phát ra ánh sáng, chúng ta học Phật Pháp tức là học phương pháp ấn nút điện hai luồng điện âm dương tiếp với nhau thì có ánh sáng tức là khôi phục đại quang minh tạng vốn có quang minh thiên vương được môn này cảnh giới môn giải thoát này vị tự tại quang minh thiên vương đắc được